Thúy Diệm tiếp tục làm rụng tim khán giả trong bộ ảnh Hạnh Phúc bên Lương Thế Thành và con trai. Trong bộ ảnh gia đình vừa mới ra mắt khán giả, Thúy Diệm luôn tươi cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên vẻ mãn nguyện khi được ở bên cạnh chồng và con trai, tận hưởng những phút giây tuyệt vời trên con đường làm mẹ. Ra đời cách đây hơn 2 tháng, cậu bé Lương Thế Bảo, nickname Bảo Bảo, con trai của Lương Thế Thành và Thúy Diễm, luôn được xem là tâm điểm chú ý trong đời sống hôn nhân ngọt ngào và êm ấm của cặp đôi ngôn tình này. Bé Bảo Bảo không chỉ kháu khỉnh hay cười mà còn giống bố y đúc, khiến cho nữ diễn viên Thúy Diễm luôn không khỏi tự hào khi ngắm nghía con trai mình mỗi ngày. Chính vì vậy mà mới đây, Thúy Diễm lại cùng chồng là Lương Thế Thành quyết định chụp thêm một bộ ảnh gia đình nhỏ nữa để lưu lại làm kỷ niệm và để khoe với các khán giả. Cô muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất và ấm áp nhất trong hành trình nuôi dưỡng con trai của mình lớn khôn, và cũng muốn chia sẻ niềm vui với công chúng, những người đã âm thầm ủng hộ và động viên tinh thần cho Thúy Diễm trên con đường làm nghề, làm vợ và cả làm mẹ. Thúy Diễm chia sẻ ở thời điểm hiện tại, cả cô và chồng đều gần như dành hết 99% thời gian và sự chú tâm của mình cho bé Bảo Bảo. Được biết, cả hai đã gác lại khá nhiều dự án nghệ thuật trong thời gian gần đây, nhưng cô tin rằng khán giả sẽ không quên mình hay cả Lương Thế Thành. Bởi Thúy Diễm biết khán giả sẽ hiểu cho mình và ủng hộ cô để cô có thể toàn tâm toàn ý làm mẹ hơn 2 tháng. Khi con ra đời, Lương Thế Thành vừa chăm con, vừa chạy đi đóng phim để thêm thu nhập, lo cho hai mẹ con có cuộc sống sung túc và bình an. Sinh con chưa lâu, Thúy Diễm cho biết, cho đến hiện tại cô vẫn còn thấy lâng lâng khi nghĩ về việc mình đã chính thức làm mẹ và chính thức hành trình nuôi dưỡng con khôn lớn. Với Thúy Diễm, thiên chức này là một điều vô cùng thiêng liêng và còn khiến cho cô hạnh phúc hơn gấp bội so với trước đây. Cũng chính vì vậy mà trong những bức hình được chụp bên cạnh chồng và con, Thúy Diễm lúc nào cũng tươi cười một cách ngọt ngào và vô cùng viên mãn. Thúy Diễm cho biết ở thời điểm hiện tại, điều cô và Lương Thế Thành quan tâm nhất chỉ là làm sao để nuôi dạy con cho tốt, làm sao để bé phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thúy Diễm bật mí, cô cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi có được một người chồng tận tâm và thấu hiểu như Lương Thế Thành. Lương Thế Thành lúc nào cũng chiều chuộng, thương yêu và chủ động giúp đỡ, san sẻ cùng vợ trong việc chăm sóc con cái. Chính vì vậy mà Thúy Diễm lại càng cảm thấy an tâm hơn phần nào.